Xử lý các học viện như váy chè lớp xà đã bởi vì sao? Liên phái không muốn trùng kiện già bị nhìn trộm. Quấy nhiễu hồn đạo khí bao trùm cũng không chỉ là chủ giá học lâu bên này, mà là cả hải thần hồ. Dùng hải thần hồ làm trung tâm, chung quanh cái đặt bà 12 trung tâm, cộng đồng tạo thành một cái hồn đạo khí hàng ngũ, tạo thành cao tới mấy nghìn mét vô hình quấy nhiễu vòng trời. Chỉ có xử lý các phương diện thiết bị trọng yếu xác định đặc thù năng lực tầm đoán mới có thể ở nơi này làm nhiều ở trong vòng trời sử dụng. Làm quấy nhiễu hồn đạo khí hàng ngũ sau khi hoàn thành, hồn đạo vệ tinh phát triển, liền chỉ có một mảnh trống rỗng, cả hai thân hồ giống như là hoàn toàn biến mất như vậy. Vẹn vẹn hơn nửa tháng, quấy nhiễu phòng trời cũng đã triệt để xong việc, không hề nghi ngờ, đây đều là lực lượng của đường môn rồi. Tất cả hồn đạo khí toàn bộ do đường môn cung cấp cùng với lắp đặt cùng điều chỉnh thử. Từ quấy nhiễu vòng trời hoàn thành sau một khắc này bắt đầu, trừ phi là xâm nhập hải thần hồ phụ cận, dùng con mắt nhìn lại, bằng không mà nói vô luận xử lý các phương diện làm gì, đều không thể nào bị ngoại giới biết được. Phốc một tiếng, Đường Vũ Lân thả người vào nước, thân hình như ở trong nước tự nhiên rú đãng. Trong hồ nước lúc này hủy diệt năng lượng một cách tự nhiên hướng hắn ăn mòn, nhưng tất cả đều bị hắn bản thân tản mát ra năng lực hộ cháo vật che chắn bên ngoài. Tràn đầy ra là từ ma quỷ đảo trở về đường môn đệ tử, đều không quá sợ những thứ này hủy diệt năng lượng. Trước mắt đã có 3 đợt học viện từ ma quỷ đảo trở về, trong này cũng kể cả Vũ Thủy Đá bọn hắn. Sự lấy khăng thất quái sau khi trở về, gặp lại những bạn học này, đầu tiên bị chính là bọn họ u oán ánh mắt công kích. Nhất là Vũ Thủy Đoá đang nhìn Đường Vũ Lân thờ điếm, liền hắn vị này hạ thần ca các chủ đều có một loại muốn rời chạy cảm giác. Trong hải thần hồ, Đường Vũ Lân sớm đã quen việc dễ làm, có lẽ là bởi vì hủy diệt năng lực dẫn đến tất cả sinh mệnh thể không cách nào sống sót nguyên nhân. Hải thần hồ hồ nước tỏ ra hết sức trong suốt, ở trong đó dù đáng có gan tiếp nhận một khối lực lượng cực lớn làm thủy tinh cảm giác, hồ nước mát lạnh rất dễ dàng làm cho người ta trầm tĩnh lại. Gần nhất ở trong khoảng thời gian này, ngoại trừ xây dựng lại bên ngoài xử lý các học viên, Đường Vũ Lân cũng bình tĩnh lại củng cố lại tinh la, đấu linh hai nước một nhóm đoạt được, tổng kết tu hoái củng cố bản thân, tu luyện tăng lên tốc độ chậm lái, nhưng cái này lại là vì lại để cho căn cơ vững chắc. Hắn không phải thông thường hồn sư, ở trong cơ thể của hắn còn có Kim Long Vương phong ấn này tại họa ngầm cực lớn tồn tại. Tuy rằng trải qua sấm sét đoán tạo cơ thể về sau, hắn đã có nắm chắc đột phá đệ thập tam tầng phong ấn, nhưng hắn vẫn không có một chút nào sốt ruột. Chỉ có lại để cho căn cơ của chính mình càng thêm kiên cố mới có thể tốt hơn đi thừa nhận đằng sau phong ấn đột phá. Đồng thời Đường Vũ Lân cũng phát hiện ra một vấn đề, đột phá tu vi phong hào đấu la cảnh giới về sau giống như nhận lấy bản thân hồn lực chợt tăng ảnh hưởng. Đệ thập tam tầng phong ấn nguyên bản tại đường tam củng cố về sau rất kiên cố, tình huống đã xảy ra cải biến, đã kinh lực hơn có chuôn giãn ra. Không thể nghi ngờ, phong ấn tồn tại cũng sẽ nhận lấy ảnh hưởng tự thân tu vi tăng lên trên càng nhanh, phong ấn phá vỡ tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Trong đôi mắt tím ánh lấp lóe, Đường Phụ Lân tại đáy hồ cũng có thể rõ ràng thấy vật, rất xa hắn đã thấy sinh mệnh chi chúng. Cùng với lúc trước mới vừa rồi xèo xuống lúc so sánh, sinh mệnh chi trùng lại đã xảy ra một ít biến hóa, nhà nhạt ánh sáng màu xanh biếc quang mang cũng lại quanh quẩn ở xung quanh. Một cây ước trường cao lớn hơn thước đã trở ra 9 chiếc lá cây nhỏ như vậy, cứ như vậy trầm tĩnh trong hải thần hồ ươn ra. Tại đây không có bất kỳ những sinh vật khác tồn tại địa phương, nó tỏ ra cô đơn như vậy, nhưng lại làm cho cái này vô tận tử tịch, hơi thở địa phương đã mang đến nhà nhạt sinh mệnh ký tức, phiên nhiên nhi lạc. Đường Vũ Lân lúc này đi vào trong sinh mệnh chi trùng bên cạnh khoảng chân ngồi xuống, trong cơ thể hồn lực lưu chuyển, tầng một hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra, như tơ như lụa hướng sinh mệnh chi trùng dũng mãnh lao tới. Huyền thiên công hồn lực đặc hiệu tự nhiên kêu là sinh sôi không ngừng. Bản thân liền là sinh mệnh lực lượng cực mạnh tu luyện công pháp, lại còn dưỡng sinh đặc tính. Hắn lần này đang dùng mình hồn lực đến thoát thai thoải mái sinh mệnh chi chúng. Đã bị hắn hồn lực ảnh hưởng, sinh mệnh chi chủng 9 chiếc lá cũng dần dần biến thành thành bích sắc, tươi đẹp ướt át. Vô luận là liên bang hay vẫn là truyền linh tháp, bọn hắn như thế nào cũng không thể biết được. Quấy nhiễu vòng trời tác dụng lớn nhất, nhưng thật sự là già che giấu sinh mệnh chi chủng tồn tại. Bởi vì một khi sinh mệnh chi chủng tương lai có đầy đủ sinh mệnh năng lượng cung cấp, nó rất có thể sẽ dùng tốc độ cao phát triển, khi đó nhất định sẽ để cho người ta chú ý. Mà sinh mệnh chi chủng tồn tại đã không thể nào dùng thiên địa chí bảo để cân nhắc rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là vị diện chi chủ cự tượng hóa tồn tại bên trong, đại biểu cho tất cả sinh mệnh năng lượng.
Màu vàng mừng sáng lúc nãy ngay tại đó từ trên thân của Đường Phú Lân khuếch tán ra, thân phận của tự nhiên tri tử có thể để cho hắn bao trùm thấy phạm vi lớn đến hấp thu ra ngoại giới sinh mệnh năng lượng. Nhưng thứ này hấp thu ra đến năng lực lại rót vào trong sinh mệnh chi chủng, mặc dù không cách nào làm sinh mệnh chi chủng tăng tốc độ phát triển, nhưng ít ra có thể duy trì trạng thái bây giờ, không đến mức bởi vì tiêu hao hủy diệt năng lượng mà dẫn đến bản thân héo rũ. Đường Phú Lân tu vi tăng lên trên tới phong hào đấu la cấp độ, hiệu quả của tự nhiên chi tử tự nhiên cũng biến thành càng tốt hơn, hấp thu ra lượng năng lượng sinh mệnh biết nhiều, cho nên hắn hiện tại mỗi lúc ra trời tối tu luyện đều tệ ở chỗ này, coi như chính mình làm ra cầu nối, vì sinh mệnh chi chủng đưa tới càng nhiều lửa sinh mệnh năng lượng, những thứ này thuần túy sinh mệnh năng lượng rất vào trong sinh mệnh chi chủng, trải qua nó lần nữa xuất chiến, cũng sẽ thoáng phụng dưỡng cha mẹ một ít cho Đường Vũ Lân. Loại này phụng dưỡng cha mẹ mà đến sinh mệnh tinh hoa tuy rằng thập phần hơi ít, nhưng cũng tại biến đổi ngầm cải thiện ra lấy Đường Vũ Lân khí lực. Bởi như vậy, Đường Vũ Lân tu luyện tốc độ bởi vì phụ trợ sinh mệnh chi chủng phát triển mà hạ thấp rất nhiều, nhưng hắn tự nhiên bản chất cũng đã tại trên lặng yên không một tiếng động chậm chạp thăng hoa. Sinh mệnh chi chủng là bậc nào tồn tại, tuyệt sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt, nói cho Đường Vũ Lân biết rằng, nếu như Đường Vũ Lân có thể tu luyện đến cực hạn đấu la tầng thứ lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hôm nay là gần nhất ở trong khoảng thời gian này, Đường Vũ Lân một lần cuối cùng vì sinh mệnh chi chủng rót vào năng lượng, bởi vì ngày mai hắn liền đem lên đường, liên tiếp tiến về phía trước tình đấu đại xâm lâm. Lần này tiến về phía trước tình đấu đại sầm lầm đấy, chỉ có bọn hắn xử lấy căng tất quái hơn nữa một cuồng phòng mà đào từ mã kim trí. A như hằng đều lưu lại, bởi vì ai cũng không biết xử lấy căng xây dựng lại gặp phải vấn đề gì. Chứ vì cực hạn đấu la đều lúc trong bóng tối, thủ hộ học viện, xây dựng lại sơ kỳ là trọng yếu nhất, không có khả năng có sai lệch, mà xử lấy căng xây dựng lại, chân chính hạch tầm nhớ trước là ở đáy hồ này chỗ sinh ra sinh mệnh chi chủng lời đấy. Chỉ có sinh mệnh chi chủng một lần nữa sinh trưởng thành đại thụ che trời, cung cấp cho cả học viện dùng che chở, như vậy sự lại các mới sẽ xem như thật sự xây dựng lại thành công. Tựa như ban đầu hoàng kim cổ thú thủy chung đều là học viện tạm hạch tầm giống nhau, thí thần cấp định cho hồn bạo đạn pháo uy năng bực nào, lúc trước nếu không phải hoàng kim cổ thủ chặn tuyệt đại bộ phận lỗ tung lực lượng, các lão sư sửa lại các học viện cũng không có khả năng thủ hộ được trụ sở sở hữu đệ tử. Mà thời điểm đó hoàng kim cổ thủ bởi vì sinh mệnh năng lượng chưa đủ đã gần như khô kiệt, nếu như hoàn toàn trạng huống sức mạnh khỏe mạnh của hoàng kim cổ thủ chưa hẳn là không thể nào giữ được sửa lại các học viện, cho nên sinh mệnh chi chủng sống lại mới là xây dựng lại sửa lại các chân chính hạch tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, đang cuối dày bầu trời dưới sự che chở, Đường Phụ Lân cùng với bạn bè lặng yên ra đi, đã đi ra hải thần hồ. Không cách nào xác định kinh thiên đấu la còn sống hay không, bị quá nhiễu sóng ảnh hưởng, hiện tại đã không cách nào tìm kiếm đến sửa lại các học viện xây dựng lại độ tiến triển. Các người bên kia chuẩn bị như thế nào? Thiên cổ Đông Phong lúc này trầm giọng nói với hồn đạo thông tấn khí. Ma Hoàng bệ hạ đã tính, Cáp Lạc Tang cũng đã quay trở về, nhưng chúng ta bây giờ muốn tập trung lực lượng là một chuyện khác, chuyện rất trọng yếu. Xử lý các học viên bên kia xây dựng lại cũng không còn nhanh như vậy, trước để cho thả rồi hãy nói. Cái gì? Thiên cổ Đông Phong lúc này nghe xong liền lối dẫn, còn có cái gì so với phá hủy xử lý các học viện trọng yếu hơn đấy? Đừng quên lúc trước các người là thế nào đáp ứng ta. Hơn nữa, xử lý các tồn tại tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta đến tiếp sau. Ngươi không cần phải gấp gáp, chờ chúng ta làm xong chuyện này tự nhiên sẽ đi thu thập xử lý khác. Bệ hạ tỉnh rồi, đừng nói kinh thiên đấu la còn có khả năng trùng sinh, coi như hắn sống lại là có thể thế nào đấy. Thiên cổ Đông Phong sửng sốt một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, làm cho như thế nào thần thần bí bí. Các ngươi không cần biết, là trong thần thánh linh giáo chúng ta bộ phận chuyện tình, còn xử lại các bên kia, chính người trước tiên nghĩ biện pháp ngăn chặn là được rồi. Nếu như ngươi có thể lấy quá khứ này bà thí thần định trang hồn bảo đạn pháo, lại lổ bọn hắn một lần nữa là được rồi. Ngươi coi như thí thần cấp định trang hồn bảo đạn pháo là cái gì vậy? Thiên cổ Đông Phong lúc này lông mày nhíu chặt, không biết vì cái gì, từ trong ngữ điệu của quỷ đế, hắn có gan một không tốt cảm giác. Thánh linh giáo này cuối cùng là muốn làm gì? Làm cho như thế thần thần bí bí. Đối với hắn mà nói, thánh linh giáo vẫn luôn luôn là một thanh kiếm hai lưỡi. Là người tồn tại thời âm u ở trong thế giới tổ trước, có thể là một ít hắn bên ngoài không có khả năng đi làm mọi chuyện. Nhưng tương tự đấy, theo đối với thánh linh giáo hiểu rõ cảm giác sâu sắc, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy có một chút không khả khống rồi. Nếu không có vì cái gì mục tiêu cuối cùng, hắn như thế nào lại tranh ăn với hổ đấy?
Được rồi, trước hết cứ như vậy đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta lần này đại sự hoàn thành, đem cực đại trình độ nhanh hơn đại sự của chúng ta tiến bộ. Một khi đại sự thành công, cái gì xử lý các học viện đều là phù vân. Âm thanh của quỷ đế nhu hòa thêm vài phần, tại trong thanh âm của hắn sống như mang theo một loại đặc thù sức hấp dẫn. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, được rồi, nhưng mà các người tốt nhất nhanh chóng một chút đi, ta sẽ tận lực thăm dò xử lý các phương diện hư thật. Người tên này chính là chà chà giấu giấu rất nhiều chuyến, liên đoạn phải đoán, hội nghị đã nắm giữ, chẳng lẽ không thể điều động ra một ít quân đội lực lượng sao? Quỷ đế có một chút cười trên sự đau khổ của người khác rồi nói ra. Thiên cổ Đông Phong lại nói, sự đấy khác tồn tại hai vạn năm, ở trong xã hội sức ảnh hưởng có bao nhiêu người lại không biết sao? Quỷ đế, người đừng quên rằng, vạn năm trước là ai hủy diệt thánh linh giáo các ngươi, sự đấy các học viện cùng với đường môn tuyệt đối là chúng ta trung hòa lớn trong lòng. Quỷ đế dù thản nhiên nói, vạn năm trước dẫn tới ra hủy diệt thánh linh giáo chúng ta cái vệ kia, còn có thân phận là các người trưởng linh tháp người sáng lập, hiện tại người không đã ở hợp tác với chúng ta sao? Thiên cổ Đông Phong sắc mặt trầm ngưng, quỷ đế, người đến cùng là có ý tứ gì? Quỷ đế lại nói, không có gì, chỉ là muốn nói cho người biết, quan hệ của chúng ta cũng không có như vậy thân mật, còn nữa, cảm ơn các người nghiên cứu tâm dược.